Sáng nay đi Thành Thái mua đang bị công an chí yêu quá ha. Trống hết trơn rồi. Dồn hết qua bên kia. Dồn hết qua bên kia. Nó mua sợ công an bắt mà. Đừng bữa đi mua bà công an dí ha, phải vội vàng rồi. Không có đứng lâu được. Đây coi được cái gì đây. Đây hôm nay chuyên nghiệp quá. Hôm nay chơi dán tem luôn luôn ha. Đây, mũi trắng. Dán hương ha. Bộ này được 4 cây. 4 cây. Với lại bụi cẩm cù nữa. Cẩm cù được bụi được hai loại cẩm cù ha. Sưu tầm cẩm cù nữa. Nhìn nó là lạ ha. Thì giờ đang mùa mưa ha. Cái bụi quá trắng này sẽ đem vô nhà tắm. Đem vô toilet đó nè. Lấy chỉ cột ngược lên. Xong rồi chỉ còn ngược lên xong rồi treo đó, chừng nào nó ra để mới rồi đó. Đẹp không? Thì đó, cái tướng bám cây luôn, bám ngược mà. Bám như nè. Đó, để về chồng luôn, cột vô hút gỗ ha. Còn chung với ngọc điểm luôn. Thì mấy cái rễ này còn sống ha. Còn sống. Nhưng mà cái này phải phơi khô đi. Phơi cho thật khô đi rồi mới cột tưới trở lại nha. Chứ thôi để nó chết ha. Đang mưa nè. Nó ẩm ẩm, nó có người ta cắt rồi vận chuyển nó chập rồi. Đó, cái này cũng được, được ha. Treo ngược đi khoảng một tháng nữa rồi mới trồng ha. Rồi. Có nhiêu đó thôi. Mất ngày buổi sáng chủ nhật. Thì công an nó không chí thì mình đứng mình coi dạy ông phòng ha. Đứng cứ lâu lâu người ta la la giống như là công an tới vậy á. Thì cũng hơi ớn ha, mua cho lẹ rồi đi thôi. Rồi. Treo nó trong nhà tắm ha các bạn. Rồi, tách rời ra nha, treo trong nhà tắm. Thì các loại đơn thân cũng vậy. Cái này gì chẳng hương ha. Còn ngọc điểm đồ cũng vậy. Mua cây về treo nhà tắm. Thì lâu lâu á, vài ngày tưới lần để cho nó thật khô rồi tưới thì nó sẽ kích thích rễ mau hơn. Đây các bạn xem các lá này nè, nó bị dập nè. Nếu mà để ngoài mưa, ngoài nắng là nó sẽ hư hết cây ha. Đó, rễ là cũng vậy, nên để cho nó thật khô rồi hẳn tưới lại để vài ngày đi. Rồi khi nào nó ra nhú rễ mới thì tưới ha. Nhú rễ mới thì hẳn đem trồng. Rồi. Sáng nay ngoài chợ Thành Thái cũng có một bác gặp hai trường hợp, một bác bán lan á. Bị tịch thu với tờ xe. Còn gặp mà ông kia đi mua len thì bị lừa ha. Nói chung là cũng không phải lừa nữa. Cây đó là thanh đạm ba gân mà ông đó, ông bán, ông kêu là thanh đạm hoa vàng ha. Thì không biết cho coi hình đúng không mà thấy tên không đúng rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn vậy thôi. Bữa nào mà chống vắng thì làm các cái clip phân loại, phân biệt hoa lan ha, quay sẽ nhiều hơn cho các bạn xem. Các bạn đăng ký kênh để theo dõi ha.